Nếu giữ được gương mặt trẻ trung, nhưng Lâm Khánh Chi không thể ngăn nổi bộ phận này lão hóa. Mỗi khi trò chuyện, vùng da cổ của Lâm công chúa lại lộ rõ vết tích lão hóa ở ngưỡng tuổi tứ tuần. Lâm Khánh Chi là người đẹp chuyển giới nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt. Sau gần 7 năm thay đổi hình hài, vẻ đẹp của công chúa họ Lâm được ngợi khen ngày càng hoàn thiện. Đặc biệt, dù tuổi tác đã ở ngưỡng tứ tuần, nhưng Lâm Khánh Chi vẫn giữ gìn được gương mặt khá trẻ trung cùng vóc dáng mảnh mai với những đường cong quyến rũ. Tuy nhiên, hiếm ai trên đời được trời phú cho dung mạo thập toàn thập mỹ, mà ngay cả với Lâm Khánh Chi cũng không ngoại lệ. Mặc dù giữ gìn được gương mặt mịn màng và vóc dáng nuột nà, thế nhưng công chúa chuyển giới không thể ngăn nổi sự lão hóa đang diễn ra rất mạnh trên vùng da cổ. Trong loạt ảnh được cắt ra từ clip mới đây, mỹ nhân họ Lâm liên tục để lộ vùng da cổ nhăn nhúm, chảy xệ mỗi khi cất giọng. Điều này chứng minh dấu hiệu tuổi tác không chừa một ai, kể cả là có chăm sóc sắc đẹp kỹ lưỡng như thế nào. Rất giữ gìn sắc đẹp nhưng Lâm Khánh Chi không thể ngăn nổi sự lão hóa trên vùng da cổ. Mỗi khi công chúa cất giọng thì dấu hiệu lão hóa càng lộ rõ nét. Thời gian đúng là kẻ thù của sắc đẹp. Mặc dù rất tự tin về ngoại hình, nhưng Lâm Khánh Chi vẫn để lộ rõ khuyết điểm. Trước đó, Lâm Khánh Chi được xếp vào hàng ngũ những ngôi sao có thừa độ tự tin về nhan sắc. Mặc dù dung mạo thường xuyên được mang ra đàm tiếu, nhưng công chúa luôn có đủ bản lĩnh để ngồi lên dư luận. Ở thời điểm mới chuyển giới, vẻ đẹp của Lâm Khánh Chi thường xuyên bị chê bai nam tính thiếu mềm mại. Tuy nhiên, cô đáp trả dứt khoát. Tất cả khán giả, bạn bè, đồng nghiệp và người thân khi gặp tôi ngoài đời đều phải trầm trồ khen ngợi tôi đẹp, thậm chí quá đẹp để thi hoa hậu, chứ đừng nói là xấu như khán giả trên mạng bình luận. Đến thời điểm hiện tại khi nhan sắc hoàn thiện thì độ tự tin của công chúa dường như ngày một lên cao. Cô tuyên bố dung mạo của mình không thua kém bất kỳ đối thủ nổi tiếng nào trong showbiz. Thậm chí gái chuẩn gặp còn phải hết hồn. Bây giờ tất cả mọi thứ của tôi đều hoàn hảo 100%, nhan sắc của tôi không thua kém bất cứ một đối thủ nào trong showbiz. Các chị em trong nghề bây giờ gặp tôi còn hết hồn, chứ đừng nói gì đến khán giả, họ Lâm thoải mái chia sẻ. Cô còn tuyên bố thêm, nếu ai kiếm được người 40 tuổi trẻ đẹp như tôi thì tôi cho 10 tỷ. Khi hai cây hài Trường Giang và Trấn Thành tung chiêu, o bế vợ thì Nhã Phương Hari Won chỉ có sướng ngất. Cùng là cặp danh hài xuất sắc của showbiz Việt, Trấn Thành và Trường Giang luôn giữ được nét riêng trong cách phụng sự một nửa cuộc đời mình và khiến họ hạnh phúc. Trấn Thành Trường Giang là một trong những bộ đôi danh hài có độ gần gũi nhau tương đối nhiều trong giới nghệ sĩ Việt. Không chỉ được mời trong các show diễn lớn nhỏ trong và ngoài nước, mà còn liên tục ngồi cạnh nhau giữ vai trò giám khảo chuyên môn trong các chương trình truyền hình thực tế. Với tài năng và chất riêng trong khả năng diễn xuất, cả hai đều nhận được sự yêu quý từ người hâm mộ. Không chỉ đứng vào hàng ngũ những danh hài có thu nhập khủng, nhờ vào traffic dày đặc của các show diễn, hai nam danh hài còn nhận được sự ngưỡng mộ từ khán giả bởi tình cảm và sự yêu thương mà họ dành cho người phụ nữ ở bên cạnh mình. Trường Giang cực giản dị để chăm sóc cho bà xã Nhã Phương ở ngay tại bàn ăn, chăm lo cho từng miếng ăn giấc ngủ. Tuy đây là những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng lại vô cùng ý nghĩa đối với cặp vợ chồng son. Yêu thương và thể hiện sự yêu thương đó đối với tri kỷ của cuộc đời mình thì hết sức bình thường chứ nhỉ. Nét hạnh phúc ánh lên trong lòng của cả hai. Với Trấn Thành và Hari Won thì khác, nam danh hài chủ động chăm sóc vợ tận tình tại các sự kiện. Ngoài nắm tay dẫn dắt và giữ Hari kề kề bên mình, ông xã của Hari Won còn chăm chút lau mồ hôi cho vợ, giúp vợ chỉnh đốn trang phục và tận tình hỗ trợ vợ yêu từ A đến Z. Với sự chu đáo của mình, Trấn Thành xứng đáng đạt danh hiệu Hoa điểm 10 dành cho ông chồng tuyệt vời của năm. Trên sân khấu sẵn sàng mang đến cho khán giả những tràng cười hả hê, những phút giây lắng động lòng người, đặc biệt, vẫn luôn giữ được thần thái của một danh hài nổi tiếng. Nhưng khi ở cạnh vợ một nửa của cuộc đời mình, Trường Giang và Trấn Thành bỗng nhiên trở nên an yên hơn rất nhiều. Tròn 5 tháng trị ung thư, Mai Phương đón sinh nhật bên con gái La Vi và bố mẹ. Tròn 5 tháng điều trị bệnh ung thư, Mai Phương đón sinh nhật ấp áp bên con gái La Vi và bố mẹ ruột thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Mai Phương chia sẻ loạt ảnh đón sinh nhật bên gia đình cùng con gái và bố mẹ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chính là đây cũng là ngày tròn 5 tháng Mai Phương chiến đấu với căn bệnh ung thư, cô viết. Em cảm ơn tất cả những lời chúc mừng sinh nhật của các anh chị và các bạn. Hôm qua là ngày sinh nhật cũng đồng thời là ngày đánh dấu. Phương đã điều trị được 5 tháng với căn bệnh này. Cứ tiếp tục Phương nhé. Sau thời gian điều trị bệnh ung thư, Mai Phương dường như tươi tắn hơn.
Đón sinh nhật ấm áp bên gia đình là điều mà nữ diễn viên mong muốn. Nụ cười thơ ngây và hồn nhiên của con gái cũng là động lực để Mai Phương cố gắng điều trị bệnh. Trong mỗi chuyến đi du lịch hay công việc xa hoạt động ý nghĩa, cô vẫn dẫn theo La Vi đi cùng để con gái dạn dĩ và năng động hơn. Dù đã xuất viện từ lâu, nhưng Mai Phương vẫn đang trong quá trình điều trị bệnh ung thư phổi. Cô phải thường xuyên đến gặp gỡ các bác sĩ và sử dụng phác đồ điều trị riêng. Dù sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục, nhưng thời gian gần đây, Mai Phương đã bắt đầu tham gia sự kiện và biểu diễn một số chương trình mà cô yêu thích để đỡ nhớ nghề, đồng thời kiếm thêm thu nhập, chữa bệnh. Ý chí mạnh mẽ và tinh thần lạc quan của nữ diễn viên khiến cộng đồng mạng vô cùng thán phục. Đón sinh nhật Mai Phương còn có bạn thân Trương Bảo Như. Dường như từ lúc Mai Phương bệnh tới giờ, Bảo Như luôn đồng hành giúp đỡ cô trong mọi khó khăn, kể cả tinh thần lẫn vật chất. Bữa tiệc sinh nhật của Mai Phương rất đơn giản nhưng không kém phần ấm cúng. Hiện tại sức khỏe của nữ diễn viên đã ổn định. Trong lần tái khám vào cuối tháng 9, bác sĩ thông báo Mai Phương đáp ứng tốt với thuốc điều trị. Dù sức khỏe còn yếu, đang trong quá trình phục hồi, nữ diễn viên luôn giữ được tinh thần lạc quan, cùng khát khao được sống để chăm sóc con cái. Ý chí và bản lĩnh của bà mẹ đơn thân khiến không ít người nể phục. Phản ứng của mẹ chồng khi thấy Lâm Khánh Chi có con trai đầu lòng nhờ mang thai hộ, từng bị mọi người chỉ trích vì ham giàu, ham nổi tiếng nên mới cho con trai cưới Lâm Khánh Chi. Tuy nhiên bố mẹ chồng cô vẫn mặc kệ và hết lòng yêu thương con dâu. Vào cuối năm 2017, Lâm Khánh Chi và ông xã kém 8 tuổi đã tổ chức hôn lễ sau một thời gian hẹn hò. Khi ấy cặp đôi đã làm người khác choáng ngợp vì độ chịu chi cho ngày trọng đại này. Sau một năm kết hôn, cô và ông xã luôn làm người khác ghen tị vì độ hạnh phúc. Mới đây nhất, cặp đôi còn tổ chức lễ kỷ niệm một năm ngày cưới cực hoành tráng tại chính khách sạn mà trước đó họ thực hiện ngày trọng đại nhất cuộc đời. Không chỉ chuyện kết hôn, cuộc sống gia đình mà ngay cả vấn đề sinh con cũng khiến nhiều khán giả quan tâm trong thời gian qua. Theo đó, có thời gian nữ ca sĩ và ông xã đã tạm gác công việc sang một bên và lên đường sang Thái Lan để thực hiện thêm một ước mơ, gia nhập thêm thành viên mới. Với sức khỏe và số tuổi ở hiện tại, Lâm Khánh Chi không thể sử dụng phương pháp ghép buồng trứng và mang thai. Chính lẽ đó, cô và ông xã đã quyết định chọn việc nhờ người mang thai hộ, cấy trên tinh trùng có sẵn và cô đã dự trữ trước khi chuyển giới. Những ngày gần đây, cô đã chính thức khoe cậu quý tử đầu lòng. Dù tất cả mọi thứ đều được Lâm Khánh Chi chia sẻ thoải mái với truyền thông, riêng con trai thì cô quyết định giấu cận gương mặt bé, để thiên thần của mình có thể sống bình yên như bao đứa trẻ khác. Ngay lúc này, mọi người đều rất quan tâm đến phản ứng của mẹ chồng cô sẽ như thế nào khi biết tin vui từ vợ chồng con trai. Chia sẻ với báo, cô Liên tâm sự: "Tôi nghĩ Khánh Chi là phụ nữ nên nhạy cảm và dễ xúc động. Đến giờ tôi vẫn thường dạy con trai, phải bảo bọc và bù đắp cho vợ. Vì vợ đã trải qua nhiều đau đớn thiệt thòi trong cuộc sống. Tôi hay nói, con làm sai với mẹ thì mẹ tha thứ, nhưng sai với vợ và bố mẹ vợ thì mẹ không bỏ qua đâu. May mắn là Phi Hùng rất thương vợ. Lúc Khánh Chi quyết định có con, có hai phương pháp lựa chọn là ghép buồng trứng và nhờ người mang thai hộ. Phi Hùng bảo ghép buồng trứng nguy hiểm cho vợ nó lắm, lại giảm tuổi thọ. Con tôi thà chọn vợ chứ không chọn con. Tôi nghĩ xã hội bây giờ thoáng rồi, thụ tinh ống nghiệm cũng được." Đồng thời, mẹ chồng cũng không quên kể đến việc mình lo lắng sức khỏe của con dâu khi thấy Lâm Khánh Chi làm việc quá nhiều. Cụ thể, mẹ bộc bạch: "Khánh Chi cái gì cũng được, chỉ có điều tham công tiếc việc quá nên hay ăn uống thất thường. Mỗi lần tôi gọi clip, tôi thấy nửa đêm con mới cầm tô cơm, vừa ăn vừa làm việc. Tôi nhắc nhiều lần, nhưng con cứ cười rồi lại thôi. Bây giờ có con trai rồi, Khánh Chi sẽ càng vất vả hơn, ngủ ít hơn. Sức khỏe con dâu thực ra không tốt lắm nên tôi rất lo lắng. Tôi chỉ mong con khỏe mạnh, sống lâu với chồng và bố mẹ." Đến hiện tại, Lâm Khánh Chi chắc chắn là một hình mẫu của rất nhiều người trong cộng đồng LGBT. Bởi lẽ cô được sống là chính mình, có chồng yêu thương, được làm mẹ và cũng được gia đình chồng thấu hiểu hết lòng. Những lần muốn độn thổ của sao Việt khi gọi nhầm tên đồng nghiệp, sự cố gọi nhầm tên nhân vật trong một vài show truyền hình hay sự kiện lớn khiến sao Việt chỉ muốn độn thổ vì ngại ngùng. Trấn Thành liên tục gọi nhầm tên Phạm Quỳnh Anh thành Trương Quỳnh Anh, là một người có nhiều kinh nghiệm và mối quan hệ rộng khắp trong Vbiz, nhưng Trấn Thành vẫn không tránh khỏi sự cố đáng tiếc ở Giọng Ải Giọng Ai. Cụ thể, trong lúc thuyết phục Phạm Quỳnh Anh về đội, nam MC là bị vạ miệng và gọi nhầm tên cô thành Trương Quỳnh Anh, khiến nữ ca sĩ há hốc trong thất vọng. Ba mẹ hai con còn khẳng định
Tôi rất buồn Trấn Thành, khiến ông xã Harry Won chỉ biết che mặt xấu hổ. Trường Giang gọi nhầm tên Hà Anh Tuấn thành Bùi Anh Tuấn, là một trong những MC nghệ sĩ hài được nhiều khán giả yêu thích vì sự tự nhiên mộc mạc trong lối diễn xuất. Trường Giang khá đắc xô dẫn chương trình sự kiện. Ở một chương trình trao giải năm 2018, Trường Giang đã gặp rất nhiều lỗi, thậm chí pha trò thiếu tinh tế, khiến khách mời và khán giả khó chịu. Cụ thể, Trường Giang đã gọi nhầm tên Hà Anh Tuấn thành Bùi Anh Tuấn. Dù rất ngượng, nhưng nam ca sĩ tháng 4 là lời nói dối, vẫn bên vực nam danh hài. Sau đó, nam MC đã phải lên trang cá nhân của mình lên tiếng xin lỗi. Hoa hậu Kỳ Duyên liên tục gọi nhầm tên đàn chị. Trong tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam diễn ra vào năm 2016, Hoa hậu Kỳ Duyên là một trong những mỹ nhân thu hút sự chú ý ở hàng ghế VIP. Cô cũng đã lập tức quay clip livestream các hoạt động của mình để cập nhật cho người hâm mộ trên trang Facebook cá nhân. Tuy nhiên, trong đoạn clip kéo dài hơn 6 phút, người đẹp Nam Định đã liên tục gọi nhầm tên các ngôi sao showbiz Việt ngồi cùng hàng ghế với cô. Cụ thể, khi giới thiệu Á hậu Trương Thị Mây, cô đã gọi nhầm tên đàn chị thành Nguyễn Thị Mây. Diễn viên Diệu Thuần đọc nhầm tên Nhan Phúc Vinh. Tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2017, diễn viên Diệu Thuần đọc nhầm Đảo của Dân Ngụ Cư thành Từ Nhạy Cảm trong phần sướng tên trao giải làm khán giả bất ngờ. Ngoài ra, khi lên trao giải cho hạng mục nam và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất phim điện ảnh, nữ diễn viên Diệu Thuần đã liên tiếp nhầm lẫn. Lúc đọc tên nam diễn viên phụ xuất sắc, Diệu Thuần đã vô tình nhầm tên Nhan Phúc Vinh thành Phan Phúc Vinh.